chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với điểm tin Kbiz vào mỗi buổi tối trên Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin từ các sao Hàn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình: Rose Blackpink công khai sử dụng iPhone, chính thức cắt đứt tình cảm với Samsung; BTS tạo nên 3 kỷ lục thế giới mới với ca khúc Dynamite; Izzy loạn cào cào khi đổi vũ đạo cho nhau, chỉ mình Jay-Z vẫn xử lý ngon ơ, main vocal lại đặc biệt lóng ngóng; Big Hit theo đuổi việc mua lại KOZ Entertainment của Zico; Joy của Red Velvet tỏa sáng như một viên ngọc trong bộ ảnh đại diện thương hiệu cho Esport; Kim Hyun Jung cứu một đầu bếp thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Và sau đây là nội dung chi tiết. Rose Blackpink công khai sử dụng iPhone, chính thức cắt đứt tình cảm với Samsung. Blackpink đang là một trong những nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ riêng tại quê nhà Hàn Quốc. Vì vậy, nhóm nhạc được mời hợp tác quảng cáo hay làm gương mặt đại diện cho rất nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó có hãng công nghệ Samsung. Tuy Blackpink là đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng Samsung, nhưng đã có rất nhiều lần bị fan phát hiện việc sử dụng iPhone. Có vẻ như trong điều khoản hợp đồng giữa hai bên không yêu cầu Blackpink bắt buộc phải dùng Samsung, mà chỉ yêu cầu các cô nàng không xuất hiện trên truyền thông với những chiếc điện thoại tới từ đối thủ là iPhone. Vì vậy, nếu vô tình các thành viên của Blackpink xuất hiện cùng chiếc iPhone, thì các staff nhà YG sẽ ngay lập tức gỡ hoặc làm mờ bức ảnh. Tuy nhiên, mới đây trên Instagram cá nhân của mình, Rose đã chụp ảnh với chiếc iPhone. Bức ảnh đã tồn tại hơn 8 tiếng mà chưa thấy có dấu hiệu bị làm mờ hay là gỡ bỏ. Liệu có phải là Blackpink đã hết hợp đồng với ông lớn Samsung rồi hay không? Đây cũng là vấn đề được rất nhiều fan quan tâm. Hiện tại, Lisa, một thành viên trong nhóm Blackpink cũng vừa công khai làm đại sứ thương hiệu cho dòng điện thoại Vivo vào tháng trước. Cùng với đó, trong sự kiện Galaxy Unpacked vừa rồi, BTS cũng là nhóm nhạc đồng hành và là gương mặt đại diện cho các sản phẩm mới của Samsung. Vì vậy, việc Samsung hết hợp đồng với Blackpink gần như là một điều chắc chắn. BTS tạo nên 3 kỷ lục thế giới mới với ca khúc Dynamite. ARMY có lẽ là những người vui sướng nhất trong tuần này khi liên tiếp nhận được các tin mừng về thành tích mà BTS đã làm được. Sau khi Dynamite có được number 1 trên Billboard Hot 100, thì mới đây BTS lại được Guinness xác nhận đã thiết lập nên tới 3 kỷ lục thế giới mới. Cụ thể, những kỷ lục mà BTS lập được lần này với Dynamite bao gồm video được xem nhiều nhất trên YouTube sau 24 giờ đầu, MV được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ đầu và MV của nghệ sĩ K-pop được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu. Theo xác nhận của phía YouTube, Dynamite đã thu về tới 101,1 triệu lượt xem sau ngày đầu tiên được phát hành. Ngoài ra, rất có thể trong những ngày tới, BTS sẽ có được hai kỷ lục nữa là video có lượng người xem công chiếu nhiều nhất và MV có lượng người xem công chiếu nhiều nhất. Lý do hai kỷ lục này chưa được xác nhận do Guinness còn chờ số liệu thống kê chính xác từ YouTube. ARMY trên toàn thế giới có lẽ đang sống trong những ngày vui nhất khi thần tượng của họ liên tiếp có được những thành tích ấn tượng và còn lập nên lịch sử trong làng âm nhạc thế giới. Trước thông tin về 3 kỷ lục thế giới mới mà BTS thiết lập, người hâm mộ lại được một fan tự hào hết cỡ và dành những lời có cánh để khen ngợi cũng như khẳng định vị thế hiện nay của BTS. Chúc mừng BTS với thêm một thành tích xuất sắc nữa mà họ làm được với ca khúc Dynamite. Đừng quên để lại bình luận của bạn ở phía dưới cho mọi người cùng chia sẻ nhé! Izzy loạn cào cào khi đổi vũ đạo cho nhau, chỉ mình Jay-Z thì vẫn xử lý ngon ơ, main vocal thì lại đặc biệt lóng ngóng. Sau những video tập luyện khoe vũ đạo thông thường, Izzy trong đợt comeback Northside đã liên tục mang đến những phiên bản mới mẻ, thú vị hơn dành cho người hâm mộ. Mới đây, các cô nàng còn chơi lớn khi thực hiện thử thách đổi vũ đạo cho nhau. Việc thực hiện vai trò của một thành viên khác là chuyện không hề dễ dàng, nhưng nó cũng là thử thách giúp cho khán giả phần nào nhìn ra được thành viên nào có năng lực thật sự, thành viên nào sẽ mắc lỗi hay thành viên nào nhanh nhạy xử lý tình huống nhất. Các thành viên đã thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên thành viên mà mình sẽ đổi vị trí. Kết quả là Chare Yeong may mắn vẫn đảm nhiệm vị trí của chính mình, Lia và Ryu Jin thay đổi cho nhau, tương tự còn lại với cặp của Jeji và Yuna. Ngay sau đó, các cô gái đã phải bắt tay và thực hiện thử thách ngay lập tức mà không hề tập dượt trước. Chính vì thế mà ai nấy cũng đều nhảy loạn xị ngậu hết cả, đội hình sắp xếp thì rối tung. Không ít lần cả nhóm cũng phải cười lăn cười bò vì sự lúng túng, bối rối và va đầu chạm đấy của mình. Thế nhưng nổi bật lên giữa phần trình diễn đầy hỗn độn lại là khả năng nhạy bén của Jeji. Chae Yeong vốn đảm nhiệm đúng vị trí của mình nên không quá khó khăn mà cô nàng đôi lúc còn bối rối trước đội hình lẫn lộn. Vậy mà Jeji khi thực hiện vũ đạo của Yuna tuy chẳng hề quen thuộc nhưng cô nàng còn nhanh nhẹn hơn cả Chae Yeong, liên tục là người tìm ra vị trí đầu tiên thực hiện đúng vũ đạo để các thành viên còn lại nhìn theo. Yuna và Ryu Jin cũng nhờ đó mà nắm bắt kịp với đồng đội, nhưng Lia thì lại tỏ ra chậm chạp nhất nhóm.
Bình thường khả năng của Lia vốn đã thua kém hội chị em, nay đụng phải thử thách này, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn đối với cô nàng. Nhiều lần các thành viên đều đã ổn định đội hình, thực hiện vũ đạo trơn tru, mà Lia thì vẫn cứ ngơ ngác đi tìm chỗ đứng của mình, nghệt mặt khi nhìn theo đồng đội để biết động tác nào đang diễn ra. Big Hit hiện đang theo đuổi việc mua lại KOZ Entertainment do ca sĩ Zico điều hành. Theo các nguồn tin, phong trào mua lại KOZ của Big Hit đã bắt đầu từ đầu năm nay và hiện đang hoạt động tích cực hơn để biến điều này thành hiện thực. Các quan chức âm nhạc cho biết, Bang Si-hyuk đã tích cực thảo luận về việc mua lại KOZ và cho đến nay mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tích cực. Liên quan đến tin tức này, Big Hit Entertainment tuyên bố, chúng tôi đang mở ra nhiều cơ hội, vẫn chưa có một quyết định nào được xác nhận. Trước đó, Big Hit Entertainment đã mua lại Shaw Music, Pledis Entertainment và các hãng khác. Nếu họ có thể mua lại thành công KOZ, họ sẽ mang về một nguồn bổ sung tuyệt vời cho công ty. Bang Si-hyuk đã làm việc với Zico với tư cách là giám khảo của chương trình Sống Còn Island của Mnet và thể hiện sự tôn trọng đối với thế giới âm nhạc của Zico. Như đã nói thì nhiều người quan tâm đến việc liệu Big Hit và KOZ có chính thức thiết lập quan hệ đối tác hay không. Joy của Red Velvet tỏa sáng như một viên ngọc trong bộ ảnh đại diện thương hiệu cho Espoir. Ngày 3 tháng 9, thương hiệu sản phẩm làm đẹp Espoir đã hé lộ loạt ảnh quảng bá dòng sản phẩm đặc biệt. Các sản phẩm trang điểm mà Joy đã sử dụng trong bộ ảnh sẽ được bán tại các cửa hàng trong đúng một tháng, bắt đầu từ ngày hôm nay 3 tháng 9. Trong các bức ảnh, Joy toát lên vẻ đẹp, xinh đẹp ngút ngàn với làn da tông màu đất tự nhiên, nhấn nhá chút màu hồng. Ngày hôm nay 3 tháng 9 năm 2020 chính là ngày sinh nhật lần thứ 25 của Joy Red Velvet theo cách tính tuổi của Hàn Quốc. Và cũng giống như rất nhiều thần tượng nổi tiếng khác tại K-pop, người hâm mộ của Joy đã chuẩn bị nhiều món quà khủng, nhiều dự án ý nghĩa để chúc mừng ngày đặc biệt của thần tượng. Trong số các cộng đồng fan K-pop ở nhiều nước khác nhau, fan Trung thì vốn rất nổi tiếng với độ chịu chi vì thần tượng. Và tất nhiên là fan Trung của Joy thì cũng không phải ngoại lệ khi họ đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để chuẩn bị cho sinh nhật lần này của Joy. Từ quần áo, trang sức, giày dép, đồ điện tử đắt tiền cho đến những bảng quảng cáo ở ga tàu điện ngầm hay là trung tâm thương mại, quy mô quà sinh nhật từ người hâm mộ Trung Quốc dành cho Joy đã khiến nhiều người phải kinh ngạc và ghen tị. Kim Hyun-jung cứu một đầu bếp thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Vừa qua, nam diễn viên Kim Hyun-jung vừa cứu sống một mạng người sau khi đi tới đảo Jeju. Sự việc xảy ra tại một nhà hàng nhỏ. Người đầu bếp họ Oh đã bị ngã quỵ, các nhân viên bối rối không biết phải làm gì. Kim Hyun-jung nhanh chóng tiến tới hỗ trợ. Nam diễn viên gỡ cúc áo của người đàn ông để thở dễ dàng hơn. Bếp trưởng Oh rơi vào tình trạng không mở được miệng, cơ thể co cứng. Kim Hyun-jung liên tục thực hiện các biện pháp sơ cứu như xoa ngực, bụng, nói chuyện với nạn nhân, sau đó anh yêu cầu gọi cứu thương. Sau 9 phút thì bếp trưởng Oh đã tỉnh lại và được đưa tới bệnh viện. Khi tỉnh táo, ông gửi lời cảm ơn Kim Hyun-jung vì tinh thần hiệp nghĩa và phản ứng nhanh nhạy. Chủ nhà hàng cũng dành lời khen cho nam diễn viên. Chủ nhà hàng chia sẻ, khi bếp trưởng ngã xuống, tôi đang ở khu vực khác. Nghe thấy tiếng kêu, tôi trở lại và thấy một người mặc áo đen đang thực hiện các biện pháp sơ cứu. Sau đó tôi mới nhận ra đó là Kim Hyun-jung của vườn sao băng. Các nhân viên ở đó đều là sinh viên trẻ nên họ không thể ứng phó được tình huống này. Thật may là Kim Hyun-jung đã tích cực giúp đỡ, cứu sống một mạng sống quý giá. Kim Hyun-jung sinh năm 1986, ra mắt với tư cách trưởng nhóm nhạc SF501 lừng danh vào năm 2005. Năm 2009, anh tham gia bộ phim Vườn Sao Băng, Boys Over Flower, bản Hàn và nổi tiếng khắp châu Á. Đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 2014, Kim Hyun-jung bị bạn gái tố cáo hành hung tới mức sảy thai, ép phá thai. Tuy nhiên, tài tử Vườn Sao Băng đưa ra được những bằng chứng chứng minh mình vô tội. Được tuyên bố vô tội nhưng sự việc ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Kim Hyun-jung khiến anh mất đi tất cả sự nghiệp. Các bạn có quan tâm theo dõi điểm tin K-Beat vào mỗi buổi tối trên K-Beat 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ K-Beat 24 giờ nhé.